Thư sư vừa rồi có bài báo đăng về việc kiên kỵ khi lâu dọn bàn thờ Tết. Xin được tóm tắt như sau. Rồi từ từ, nghe từ từ đó. Thư sư những điều trên có đúng hay không theo quan điểm Phật giáo nên lâu dọn bàn thờ như thế nào? Rồi thứ nhất là tránh làm đổ vỡ vật dụng trên bàn thờ do trang nghiêm và sự đổ vỡ không được coi là điềm lành gây ra sự bất an và những điều xui rủi trong năm mới thì uh, trong cái này nó có cái đúng và cái sai cái đúng uh, là khi mà mình uh, lau dọn mình sửa soạn bàn thờ thì cái bàn thờ là gì là nơi mà mình dành tất cả cái sự trân trọng của mình ví dụ như đó là bàn thờ phật thì là mình dành cái sự trân trọng của mình đối với đức phật mà khi mình cư xử với những bậc tôn kính ngay cả bàn thờ gia tiên cũng vậy thì mình cần phải có cái sự cẩn trọng sự thận trọng à, cho nên cái việc mà mình tránh làm đổ vỡ nó thể hiện cái sự trân trọng thận trọng và tôn kính của mình à, cho nên cái chuyện này là nên nhưng mà nếu như nói cái sự đổ vỡ mà không được coi là điềm lành gây ra sự bất an xui rủi trong năm mới thì chuyện đó là không chính xác à, người ta có rất là nhiều cái sự kiên kỳ ví dụ như à, năm mới thì kiên đổ vỡ à, thậm chí năm mới nhiều nơi kiên mặc đồ trắng nữa à, rồi năm mới thì kiên cái sự tranh cãi bản thân nó à, nó có cái điều tích cực tức là gì trong năm mới mình cẩn thận cái thân khẩu của mình à, để tránh làm những cái chuyện mà nó không kiểm soát bản thân nó cũng là một điều tốt nhưng nếu như mình nghĩ rằng à, nó sẽ đem lại cái chuyện xui rủi thì không đúng trong kinh măng galasutta thì chúng sanh thường xuyên suy tư cái gì là điềm lành mà đương nhiên đối nghịch với nó là cái gì là điềm rủi và Đức Thế Tôn có cái lời dạy Tức là những cái mà thế gian quan niệm là điềm lành, điềm rủi Nó không có đúng Nó không chính xác Mà cái được gọi là điềm lành ấy Là những người có những cái biểu hiện như sau Và sau đó Đức Thế Tôn liệt kê 36 đặc điểm của cái được gọi là điềm lành Xin lấy ví dụ ha À, không thân cận những kẻ ngu gần gũi những bậc trí à, đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ đó là điệp lành cao thượng rồi xuống dưới nữa à, phụng dưỡng mẹ và cha cấp dưỡng vợ và con à, rồi à, thêm cái nữa là à, chia sẻ vật chất đối với thân bằng quyến thuộc có, có sự bố thí bản thân nó là cái điềm lành cao thượng đấy thì những cái đó mới được coi là điềm lành à, chứ không phải là mình kiêng mấy cái cái chuyện như là đổ vỡ à, thì nó là điềm lành thì không phải như vậy ừ. rồi um, tránh xê dịch bát hương do bát hương là nơi dẫn dắt hương linh thần thánh tổ tiên động bát hương sẽ bị gia tiên quở trách nếu bác hương dịch chuyển sang hướng xấu sẽ khiến con cháu gặp điều không may. À, nó có một vài vấn đề thứ nhất á, là cái quan niệm bát hương là nơi dẫn dắt anh linh thần thánh tổ tiên. Thì à, có lẽ là khi mà mình thắp hương, ấy, tức là thắp nhang ở miền Nam, à, mình thấy cái cái khối nó bay, ha, thì người ta à, tưởng tượng là cái khối đó nó sẽ dẫn dắt những anh linh. À, thực tế thì không phải chúng sanh được dẫn dắt bởi nghiệp nha chính cái nghiệp nó dẫn dắt chúng sanh chứ không phải là mình đốt cái nén hương là cái cái hương đó nó sẽ dẫn dắt và thông qua cái môi giới là cái bát hương thì chuyện đó không có à, cái bát hương nó chỉ là một cái công cụ để mình thể hiện cái sự kính trọng đối với những cái bậc như là gia tiên À, hoặc là thể hiện cái sự thành kính cúng dường à, Cái mùi hương à, đối với à, bàn thờ Phật Đấy Chứ còn bản thân nó không có cái tác dụng dẫn dắt gì ở đây hết Nhớ dùm nha à, Bởi vì trong kinh tạng rất là nhiều chỗ Đức Thế Tôn nói Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp Là người thừa tự của nghiệp Nghiệp là thai tạng Đấy À, cho nên là chỉ có nghiệp dẫn dắt chúng sanh chứ không có cái hương nào ở đây mà dẫn dắt chúng sanh hết nha. Rồi động bát hương sẽ bị gia tiên quở trách à, thì như sư nói đó à, mình cứ cứ nghĩ cái chuyện là giống như là gia tiên của mình ấy ha, gia tiên của mình những cái bậc mà đã quá vãng Ờ, họ trực chờ ở đó kiểu như sẵn đó là cái nhà của mình và mình cứ ngồi ở đó suốt thôi ờ, và khi mà động tới cái nhà của mình ấy, thì mình sẽ quở thì chuyện nó không có như vậy cái thứ nhất à, là mỗi một chúng sanh bao gồm luôn cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của mình họ ờ, có cái nơi ở khác nhau tùy theo cảnh giới tái sanh khác nhau À, và nếu như mà thân bằng quyến thuộc của mình Tái sanh vào những cái hàng khuất mặt khuất mặt Ở gần nhà của mình ấy Thì cũng không nhất thiết là họ phải leo lên Họ phải thượng lên trên bàn thờ Họ ngồi thì cái chuyện đó là Tôi chưa nghe một bài kinh nào nói nha Bởi vì có nhiều nơi để ở lắm Nhiều nơi để ở lắm Rồi nhiều nơi để trú lại lắm à, Cho nên là không nhất thiết là phải thượng lên trên bàn thờ à, Và như sư nói hồi nãy bản thân cái bát hương ấy chỉ là cái nơi để mình thể hiện cái sự tôn trọng và cúng dường cái mùi hương à, cho nên là không có cái chuyện là mình xê dịch nó là bị quở thì chuyện đó không có nha chuyện đó không có à, bởi vì à, nhiều người họ quan niệm ấy là cái um, cái bát hương nó giống như đại diện căn nhà vậy đó mình động bát hương thì nó giống như mình động nhà thì họ sợ động nhà động cửa thì như sư nói hồi nãy những cái biểu hiện mà mình xem là may mắn hoặc là xui đuổi đó nếu như xét theo chánh pháp thì nó không đúng ừ. rồi um, nếu như bác hương dịch dịch chuyển sang hướng xấu thì sẽ khiến cho con cháu gặp điều không may à, như sư nói hồi nãy cái chuyện mà chúng sanh ấy à, gặp những điều tốt đẹp hoặc là gặp những cái điều không tốt đẹp bản thân nó là do nghiệp lực của chúng sanh và do cái sự nỗ lực của chúng sanh đó à, ví dụ như một cái một người à, nỗ lực à, để mà học học thi à, thì à, cái kết quả tất yếu à, là họ sẽ thi tốt à, trừ những cái à, à, những cái sự can thiệp khác có thể do nghiệp hoặc có thể do quyết định của vị đó ví dụ như uh, ăn đồ ăn ôi thiêu khiến cho tới tới giờ thi thì bị đau bụng uh, hoặc là trên đường bị kẹt xe uh, hoặc là ngày hôm đó tự nhiên cái bị sốt uh, hoặc là hôm đó là tự nhiên mình bị xưa uh, có một người bạn uh, tới cái giờ thi tự nhiên là bị căng thẳng và mất thị lực uh, đấy thì những cái đó thì nó là ngoài ra còn khi mà mình mặc nhiên mình nỗ lực mình có học ấy học hành đàng hoàng đương nhiên mình sẽ có một kết quả thi tốt đấy chứ không có cái chuyện mà mình để một cái bát hương như nó vốn gì cái bản chất bát hương nó là cái gì sư vừa mới nói rồi mà cái chuyện mà xoay qua hướng xấu mà nó có thể làm cho mình bị xua đuổi chuyện nó không có tuy nhiên có cái này nè có những vùng đất trong kinh thừa nhận cái chuyện này có những vùng đất mà chúng sanh khi mà ở đó, đó thì sẽ hưởng được nhiều lợi ích đó ví dụ như uh, thành uh, cái gì Quách thú thì cái vùng đất đó đó khi mà chúng sanh hữu phước thì họ sẽ được họ sẽ được phép uh, lập cái thành ấp và trú ngụ ở đó nha chúng sanh hữu phước còn ở cái thời kỳ mà chúng sanh mà thiếu phước á, thì họ sẽ không thể ở đó được tức là cái vùng đất Lóc Quách thú á, là một vùng, vùng đất tốt đẹp nha cho nên cái chuyện mà phong thủy thì xưa không có bài đúng là nó có những cái vùng đất tốt à, tuy nhiên như thế này nó tốt là một chuyện mà mình có cái phước để mình hưởng cái điều tốt nó đem lại hay không nó lại là chuyện khác cho nên ý à, cái quan trọng vẫn là ở cái chỗ là mình có nỗ lực mình làm việc lành hay không chứ không có phải là cái chuyện bát hương mình xoay về hướng nào thì nó thế này thế khác ừ. à, nói nhỏ quý vị nghe nhé à, chùa ấy có rất là nhiều bát hương à, và khi cái nơi mà thờ tự ấy thì xin thưa là quay đủ thứ hướng hết nha đông tây nam bắc quay đủ thứ hết mà nếu như quý vị nói mà quay nhầm cái bát hương hướng xấu thì không lẽ bây giờ uh, tượng phật thì quay ở đây cái bát hương hai cái quay nằm ở đây là nó là vừa đúng không không tôi chơi tôi phải xoay xoay nó xoay nó nó xéo xẹo gì đó thì nó mới đẹp thì chuyện nó không có không tin quý vị đi chùa coi có cái ngôi chùa nào mà quay xoay cái bát hương mà nó lạ đời như vậy hay không thì hình như là không có rồi đó Ừ. rồi um, tránh tỉa hết chân hương bốc hết cho trong bát hương ra ngoài do vừa làm xê dịch bát hương vừa làm tán tài thì um, như sư nói chùa ấy là cái nơi mà thiên hạ ba gia ba tánh đến thắp hương rất là nhiều cho nên uh, các chùa thường uh, dọn bát hương thường và khi dọn bát hương ấy nhiều khi cũng rút sạch à. Không có để lại cái không có để lại cây nào hết trơn, cũng không sao hết trơn sư cũng có đôi khi uh, sư cũng nhớ nhớ tức là có những khi uh, mà cái vị mà dọn bát hương ấy Vì đó rút sạch hết thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nha. Uh, chỉ có như thế này nè. Là nếu như uh, mà ở những cái nơi mà chùa mà tương đối vắng ấy À, tức là không ít Phật tử ấy, mà mình à, rút cái rút cái chân hương thường quá người ta sẽ thấy ô cái chùa này nó vắng như chùa bà đanh rồi cái bát hương thì cũng không có cái không có ai là thường xuyên để ý thì họ sẽ thấy là cái nơi thờ tự nó tương đối hoành quẻ đấy rồi à, những những nơi mà ba tánh đến thường thì thấp thường thì trong trường hợp như vậy đó thì người ta rút chân hương cũng thường hơn đấy à, cho nên là cái chuyện rút thường hay không á, và có để lại hay không thì tùy theo cái tình hình tùy theo tình hình của cái nơi đó thí à, dụ như nhà mình mà mình à, hiếm khi mình thắp nhang hiếm khi mình thắp hương à, thì cái bàn thờ mà mình rút sạch ấy người ta có cảm giác là nó quạnh nó, nó quẻ do thiếu cái cái người à, quan tâm thờ cúng nó chỉ đơn giản như vậy thôi chứ không có cái chuyện mà mình phải để lại bao nhiêu chân nhang chân hương rồi mình tránh đổ hết cái bát hương cho bát hương ra ngoài thì nó cũng không có cái chuyện mà dốc cho đó à, đối với chùa nha sư đang nói với chùa thì nó có một cái à, phần như thế này tức là gì cho nhiều thì phải hốt nhưng mà hốt hết rồi thì lấy cái chỗ nào mà cắm cho nên thì chỉ hốt một phần thôi hốt một phần rồi thì chừa lại một khúc để cho cái 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 hương á nó tàn xuống và đựng là vừa và thỉnh thoảng thì cũng hốt chứ không có cái việc gì mà mình phải đổ hết cái uh, cho ở trong đó ra làm cái gì thì nó không cần thiết bởi vì như sư nói bản thân cái bát hương nó chỉ là công cụ để truyền đạt cái sự kính mến của mình đối với gia tiên và đối với những cái bậc cao thượng như là đức phật thôi chứ còn bản thân nó không phải là một cái mình gọi là cái pháp bảo à, hay là một cái à, dụng cụ um, thần thánh kinh khủng như thế nào đó thì không có cho nên cái một số cái nơi đấy, thậm chí là tết nhất thì họ còn kiên quét rác nữa cơ tại vì họ nghĩ là quét rác là mình quét tài lọc ra ngoài cái chuyện mà đổ hết bắt thương ra thì nó nhiều người cũng quan niệm như vậy tuy nhiên cái chuyện mình làm thất thoát tài sản là do việc mình không giữ giới không trộm cắp tức là cái giới mà không trộm cắp mình không có giữ cái giới đó mình mình lo mình tham đắm tài sản của chúng sanh khác chính bởi vì cái nghiệp bất thiện như vậy nó dẫn đến tài sản của mình bị hao tổn chứ không phải là do cái chuyện mình đổ hết cho trong bát thương mình mất mát tài sản đâu nhé rồi um, nên dùng khăn vải mới chổi chuyên dụng khi lau dọn bàn thờ do là nơi tôn kính linh thiên thì cái này sẽ đồng ý cái này sẽ đồng ý à, bởi vì cái ví dụ như là cái, cái chổi hoặc là cái vẻ lâu mình thường lâu những thứ bất tịnh đi như đồ ăn đồ uống thậm chí nhiều lúc là con nít hoặc là con này con kia tiêu tiểu là mình cũng lấy nó mình lâu rồi mình đem những thứ đó nó thượng lên trên bàn thờ á thì suy nghĩ là nếu như mình có lòng tôn kính á thì mình không làm chuyện đó xin lấy ví dụ ha à, mình đi tắm ấy mà mình còn lấy khăn sạch để mình lau người còn một cái khăn á một cái dẻ chùi chân nha một cái dẻ chùi chân dù cho mình có giặt sạch đến như thế nào đi chăng nữa mà mình đem cái đó là mình chùi lên trên người của mình, Sẽ đảm bảo mình cũng thấy gớm, nha. Mà mình còn như vậy thì huống chi là đối với những cái bậc mà mình tôn kính. Đây, cho nên là cái chuyện mà mình nên dùng cái khăn mới, dễ mới để mà mình lâu thì cái chuyện này sẽ đồng ý. Ừ. Hoặc là cái riêng mình để dùng riêng. nên dùng nước sạch đun sôi để nguội hoặc rượu trắng để lau bàn thờ thì um, một phần thì nó cũng là để tỏ cái lòng kính trọng thôi thí uh, dụ như là rượu á, thì nó có cái khả năng là sát khuẩn uh, rồi uh, còn cái nước đun sôi để nguội thì người ta nghĩ là nó nó không có chúng sanh ở trong đó mà thực tế thì mình không cần phải cẩn thận như vậy đâu chỉ cần nước sạch là được rồi nha giống giống như cái nước mình tắm ấy, tắm rửa hoặc là, uh, thì mình dùng nước sạch thì cái cái nước mà mình dùng để mình lau dọn bằng thờ thì mình cũng dùng nước sạch thì bản thân cái nước sạch như vậy là đủ rồi chứ không cần phải những cái mà quá cao cấp nha cũng không cần thiết ừ. rồi theo quan điểm phật giáo thì nên lâu dọn bàn thờ như thế nào bản thân cái xin nói cái bàn thờ phật ấy là xuất phát từ cái chuyện là khi đức phật còn tại thế chư à, tăng và những cái người cư sĩ thuộc thành ấy thường dọn sẵn một nơi à, ví dụ như một cái chỗ ngồi để khi Đức Phật xuất hiện thì à, Ngài có cái chỗ để Ngài ngồi, đó là cái sự thể hiện cái lòng tôn kính, cho nên à, mình thường xuyên dọn ý, à, với cái ý nghĩa là thể hiện cái sự tôn kính của mình, nha. Nó à, chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi sau khi mà Đức Thế Tôn viên tịch rồi, từ đó trở đi thì à, trở thành một cái nơi để thờ cúng chứ còn đức phật thì không còn xuất hiện ở những cái nơi những cái bảo tòa đã được soạn sẵn nữa cho nên ấy, cái chuyện mà lau dọn đối với phật giáo thì mình chỉ cần đảm bảo sạch sẽ và thể hiện mình làm bằng cái sự tôn kính của mình như vậy là đã đủ rồi chứ không nhất thiết À, là mình phải kiên kỵ nhiều như là những cái mà thế gian họ thường hay suy nghĩ như vậy